Xin chào quý vị khán giả kênh Minh Hiệp 29 TV. Xin chào buổi tối quý vị. Trong buổi chiều ngày hôm nay, tăng đoàn của sư thầy Thích Minh Tuệ đã chuẩn bị để tiếp tục hành trình hướng về trung tâm thành phố Huế. Tăng đoàn bắt đầu ra. Bà con Phật tử nhân dân thành phố Huế đã đứng ở hai bên rất là đông, với khoảng phải đến hàng vạn Phật tử, trong đó có cả các Phật tử từ thủ đô Hà Nội cũng đã vào để đảnh lễ. Có những vị là thủ nhang đồng đền ở trung tâm thủ đô cũng đã về đây đảnh lễ để gieo duyên, để về cầu cho bà con nhân dân khu vực mình được an lạc, được mọi điều hanh thông tốt lành trong cuộc sống. Và cũng vẫn như chia sẻ của đoàn Phật tử Hà Nội, thì đoàn cũng đã từng được biết là trong kinh của trong kinh Hòa của Phật giáo Hòa Hảo, cách đây đã có viết từ 200 năm trước sẽ có một vị Phật ra đời tại Việt Nam, đến tên là Thích Minh Tuệ. Và 40 năm về trước, như lời chia sẻ, thì bà Thủ Nhang cũng đã biết được điều này. Đây là tăng đoàn vẫn đang hành trình đi trên đường. Hôm nay thành phố Huế đổ mưa dông rất là to và bà con rất là mừng vui vì cho đây là điểm lành. Cũng như kênh từng nói là mưa pháp thì được thấm nhuần, chúng sinh được an lạc. Bà con nhân dân Phật tử xứ Huế ra đảnh lễ chiêm bái rất là đông. Trên bầu trời thì cũng mây đen vần vũ. Và hôm nay tăng đoàn sẽ nghỉ sớm, đã bắt đầu về và vào dừng chân ở tại ngôi trường. Và hôm nay cũng là một ngày rất nhiều quý sư đi bộ hành, đi chậm ở phía sau, và sư bị lạc cũng rất nhiều. Vì với lực lượng nhân dân Phật tử của các tỉnh thành, hôm nay cũng đã có một vị sư từ Ấn Độ đã sang Việt Nam để vào đảnh lễ thầy Thích Minh Tuệ.
cũng theo thông tin riêng bên Ấn Độ là đã có rất nhiều người làm visa và đặt vé để được bay về Việt Nam đảnh lễ Thầy Thích Minh Tuệ. Đây là góc cảnh của một góc quay của trường an ninh được đảm bảo tối đa, bởi vì hôm nay nhìn như thần sắc của thầy là đã rất là xuống, bởi vì là cũng rất nhiều áp lực quá lớn. Bà con chúng ta đi ra chiêm bái đảnh lễ, chúng ta nên dành một lối đi rộng và không có những hành động quá để làm chậm bước hành trình của Chư Tăng. Đây một Sư Tăng bị lạc bây giờ cũng đã về, và cũng vẫn còn rất nhiều quý sư bị lạc trên đường đi do vì tốc độ đi chậm, không theo kịp được tăng đoàn. Đây một sư đang bộ hành một mình tìm về và chân cũng bị đau. Đây là một vị sư sinh năm 96, đây là mẹ của sư theo dõi sư trên màn hình từ suốt từ hôm qua, hôm nay không thấy nên vội vàng vào Huế để hỏi xem về. Đây là con ruột của chị này ạ. Chị đang nhờ cộng đồng mạng chia sẻ để biết, bởi vì là sư dẫm vào một cái gai đã được vào viện để điều trị, nhưng mà bảo sư ở lại điều trị, sư đã không ở và nhờ một người chở sư lại ở chỗ tăng đoàn nghỉ ở Quảng Trị. Sau đó thì không có thông tin gì. Nếu trên kênh ai biết được thông tin, quý vị xin hãy thông tin lại rộng rãi trên mạng để cho gia đình được yên tâm. Qua đây kênh cũng quý vị hoan hỷ tặng cho kênh một like, một chia sẻ và một đăng ký. Kênh xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và đồng hành chia sẻ cùng kênh Minh Hiệp 29 TV. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.